Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, mực nước lũ trên các sông tăng cao. Từ đêm qua đến sáng nay, mực nước sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã lên trên mức báo động 1 và vẫn tiếp tục lên. Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại khu vực phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Mực nước sông tại đây đã lên mức 5,56 m vào lúc 7 giờ sáng nay, trên báo động 1 là 6 cm và vẫn đang tiếp tục lên, ngập toàn bộ đường xuống phà. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tại cống Ba Cửa, địa bàn giáp danh giữa xã Hùng Cường và phường Lam Sơn. Tại khu vực này, nhiều diện tích hoa màu ngoài bãi của bà con đã bị ngập. Cùng với việc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra công điện khẩn về việc phát lệnh báo động 1 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 9 giờ sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ra soát kiểm tra, theo dõi các khu vực có nguy cơ bị uy hiếp bởi lũ lụt, úng ngập để chủ động có phương án, giải pháp phòng chống và xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại, khó khăn và kinh tế cho người dân. Hiện nay mực nước lên rất là nhanh, với tình hình này thì diễn biến rất là khôn lường. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo dùng mọi biện pháp để phòng chống thiên tai một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Khi mà nước lên thì không tránh khỏi những thiệt hại với nông nghiệp. Và đồng thời đấy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo luôn là cho các ngành liên quan đấy để xem xét là thiệt hại của nhân dân. Trước hết là giao cho huyện sẽ hỗ trợ các cái thiệt hại nhân dân từ nguồn ngân sách dự phòng. Nếu mà cái nguồn dự phòng của các huyện mà trên 50% thì tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tiếp, giảm thiệt hại tối đa cho người dân.